Quý vị đang xem video chia sẻ kiến thức marketing online của Trung tâm Đào tạo Marketing Duy Anh Web. Duy Anh Web, chuyên gia thiết kế website hàng đầu Việt Nam, chi phí thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,5 triệu đồng, tặng hosting, tên miền, thông tin chi tiết, vui lòng gọi hotline 180-06223, website duyanhweb.com.vn. 3 định kiến sai lầm về nghề SEO. 1. Làm SEO dễ lắm, chỉ cần kiến thức tin học là được. SEO là công việc đi sâu vào phân tích công cụ tìm kiếm như Google, nên những kiến thức tin học cơ bản chỉ có thể là kỹ năng bổ trợ, chứ không phải toàn bộ câu chuyện. Muốn làm SEO, bạn cần có tư duy phân tích để nhanh chóng phát hiện vấn đề, một chút khả năng viết lách để chỉnh sửa content, và một chút kiến thức kỹ thuật để có thể trao đổi với team dev. Nếu biết thiết kế thì càng hay, nhưng mảng này có thể outsource. Mỗi năm thuật toán Google thay đổi hàng trăm lần và ngày càng tinh vi, khó đoán. Do đó công việc SEO cũng ngày càng khó khăn và đòi hỏi tinh thần học hỏi không ngừng. Không thể tự mày mò đọc lý thuyết, mà cần có cơ hội thực chiến dự án để tích lũy kinh nghiệm cho từng case study. 2. Làm SEO là làm ít. Ít viết tắt của Information Technology, công nghệ thông tin, là công việc liên quan đến phần mềm máy tính. Cụ thể hơn là sử dụng máy tính để tiến hành thu thập, xử lý, quản lý, lưu trữ, bảo vệ thông tin và khắc phục lỗi khi cần thiết. Là seller, bạn không cần quá chuyên về lập trình hay viết code, mà cần nắm được kiến thức và thuật ngữ cơ bản để trao đổi với team kỹ thuật, đảm bảo các yếu tố của website đáp ứng tiêu chuẩn Google. Nói chính xác, làm SEO không phải công việc ít mà có liên quan đến lĩnh vực này. 3. Làm SEO không theo lâu dài được. Trong bối cảnh Google ngày càng khó tính, nghề SEO thường bị cho là vừa đắt vừa không hiệu quả. Làm SEO sẽ khó giàu và mau chóng lụi tàn. Nhưng tin tôi đi, chừng nào Google còn lại công cụ tìm kiếm hàng đầu thế giới, thì SEO vẫn mang lại giá trị cho doanh nghiệp. SEO mất nhiều thời gian hơn nhưng lại bền vững hơn, trong khi với Google AdWords ngừng chạy ad thì đồng nghĩa bạn sẽ ngừng xuất hiện. Đồng thời tối ưu theo tiêu chuẩn của Google, cũng giúp website của bạn thân thiện và nhắm vào đối tượng khách hàng mục tiêu, từ đó nâng cao hình tượng thương hiệu của doanh nghiệp. Bây giờ bạn đã hiểu rõ thế nào là SEO chưa? Duy Anh Web cảm ơn bạn đã xem hết video này. Nếu có nhu cầu thiết kế website, hoặc học chạy quảng cáo Google, quảng cáo Facebook, hoặc tham gia các lớp dạy bán hàng online, vui lòng liên hệ tổng đài, miễn phí cứ gọi 18-006223. Nhớ like và đăng ký kênh Duy Anh Web để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi ra video. Nếu có thắc mắc gì, vui lòng bình luận bên dưới video. Xin cảm ơn.